Mũi là một cái giống này nó khôn lắm, nó y là chó, nuôi y là nuôi chó đấy chứ. Thì chả nó phải lo đâu. Nó kể mới kể đầu nuôi, nó bảo kể. Nó kể cả này chị không cho uống thuốc rồi nó không khỏe. Nó không ăn cái gì nhỉ? Bây giờ nó cũng khỏe rồi. Giờ nó khỏe rồi. Giờ nó ăn mạnh rồi.